Xin chào tất cả các học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, đặc biệt học sinh khối 6. Hôm nay thầy cùng các con học bài 7, 8, 9 nội dung về phép cộng, tính chất phép cộng và phép trừ phân số. Bài 7, phép cộng phân số. Cộng hai phân số cùng mẫu. Quy tắc, trang 25 sách giáo khoa toán 6 tập 2. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. A phần m cộng b phần m bằng a cộng với b tất cả phần m. Để hiểu rõ hơn các con vào, ví dụ a 3 phần 8 cộng với 5 phần 8. Đây là phần cộng hai phân số cùng mẫu. Ta gì? Tử cộng tử giữ nguyên mẫu 3 cộng với 5 tất cả trên 8. Và bằng 8 phần 8, các con rút gọn bằng 1. Ở đây bước 3 cộng với 5 phần 8 các con có thể làm ra ngoài nháp. Các con chỉ việc ghi là gì? 8 phần 8 bằng 1. Câu B. 1 phần 7 cộng với âm 4 phần 7. Đây là cộng hai phân số cùng mẫu. Các con lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu 1 cộng với âm 4 phần 7 và bằng âm 3 phần 7. Tương tự như câu A, các con có thể bỏ một bước ra ngoài nháp 1 cộng với âm 4 phần 7. Câu C. 6 phần 18 cộng với âm 14 phần 21. Đây là gì? Hai phân số này không cùng mẫu. Vậy thì các con làm gì? À, đầu tiên mình sẽ gì? Nhìn xem cái 6 phần 18 có rút gọn được không? Trừ 14 phần 21 có rút gọn được không? À, thấy này có rút gọn được ha. Nó sẽ bằng gì? 1 phần 3 cộng với âm 2 phần 3. Vậy là từ hai phân số ban đầu chuyển thành gì? Cộng hai phân số cùng mẫu. Vậy ta lấy gì? Tử cộng tử giữ nguyên mẫu 1 cộng với âm 2 tất cả phần 3 bằng âm 1 phần 3. À, vậy qua đây các con gì? Lưu ý thầy, khi muốn cộng hai phân số, đầu tiên các con phải gì? Rút gọn xem đã. Có rút gọn được không ha? Hai nhỏ cộng hai phân số không cùng mẫu. Cũng giống như ở cấp 1, ta có quy tắc trang 26 sách khoa toán 6 tập 2. Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. Để hiểu rõ hơn các con vào, ví dụ tính a nhỏ trừ 2 phần 3 cộng với 4 phần 15. Đây là cộng hai phân số không cùng mẫu. Vậy thì bước 1 ta phải quy đồng. Muốn quy đồng ta phải tìm mẫu chung của 3 và 15. Mẫu chung bằng bội chung nhỏ nhất của 3 và 15. Ta thấy 15 chia hết cho 3. Vậy, mẫu chung bằng bội chung nhỏ nhất của 3 và 15 và bằng 15. Ta đi quy đồng, trừ 2 phần 3 và 4 phần 15 ra. Ba phải nhân với bao nhiêu bằng 15? 3 nhân với 5. Vậy cả tử và mẫu phân số trừ 2 phần 3 ta nhân với 5. Kết quả ra là gì? Trừ 10 phần 15. Phân số 4 phần 15 ta thấy gì? Mẫu 15 là 15 rồi. Vậy thì gì? Ta giữ nguyên 4 phần 15. Ở đây quy thành gì? Cộng hai phân số cùng mẫu. Mẫu giữ nguyên tử cộng tử và kết quả ta bằng gì? Trừ 6 phần 15. Trừ 6 phần 15 ta rút gọn bằng trừ 2 phần 5. Ta sang câu 11 phần 15 cộng với 9 phần trừ 10. Ở đây hai phân số này chưa cùng mẫu. Đặc biệt phân số thứ hai ta có gì? Mẫu là mẫu âm.
Vậy thì ta có thể hiểu là gì? À, 11 phần 15 cộng với trừ 9 phần 10. Vậy bước 1 ta làm gì? Quy đồng. Quy đồng ta tìm mẫu chung. Mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của 15 và 10. Ở đây thầy sẽ gì? Hướng dẫn cho con tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số. Cách 1 mà thầy hay sử dụng đó là ta nhẩm ra cái bội chung nhỏ nhất của 15 và 10. Thì ta thấy số 15 là số lớn nhất. Vậy thầy sẽ nhân lần lượt 15 với các số gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số nào chia hết cho gì? À, nhân kết quả mà nhân chia hết cho 10. Vậy thì gì đấy? Theo nhỏ nhất ấy, thì đó chính là bội chung nhỏ nhất của 15 và 10. Thì thầy thấy 15 nhân với 2 bằng 30. À, 30 chia hết cho 10. Vậy bội chung nhỏ nhất của 15 và 10 là 30. Cách thứ hai, con đã học gì ở học kỳ 1 lớp 6 rồi. Là muốn tìm bội chung nhỏ nhất các bước 1. Các con gì? Phân tích ra thừa số nguyên tố. Bước 2, tìm cái thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ. À, bước 3, lập tích cái thừa số nguyên tố chung và riêng đó với số mũ lớn nhất. À, tích đó chính là bội chung nhỏ nhất. Các con có thể gì sử dụng máy tính Casio FX570 VN Plus. Ta bấm như sau. Alpha chia thì ra gì? Hàm LCM. Sau đó bấm số 15. Để bấm dấu phẩy thì bấm Shift đóng ngoặc. Để bấm số 10. Bấm dấu bằng. À, kết quả sẽ ra 30. Vậy đây ta gì? Biết mẫu chung là 30 rồi. Thì ta gì? Quy đồng 11 phần 15 và 9 phần trừ 10 ra. 15 phải nhân mấy? Nhân 2 về cả tử và mẫu. Phân số 11 phần 15 ta nhân với 2. Ta sẽ ra là gì? 22 phần 30. Còn phân số gì? 9 phần trừ 10 ta quy đồng ra. Cả tử và mẫu ta phải nhân với trừ 3. Kết quả là trừ 27 phần 30. Đây là gì? Cộng hai phân số cùng mẫu rồi. Thì ta gì? Tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Kết quả ta là gì? Trừ 5 phần 30. Trừ 5 phần 30 ta rút gọn thành trừ 1 phần 6. Vậy là bài này, qua bài này các con gì nhớ cho thầy là gì? Cái thứ nhất, tìm bội chung nhỏ nhất ha. Và nếu như mà gì mẫu nó có một số âm thì ta cũng bỏ qua đi. Người ta gì quy đồng. Okay. Một phần âm 7 cộng với 3. Ta thể hiểu rằng một phần âm 7 cộng với 3 thì bằng gì? Âm 1 phần 7 cộng với 3 phần 1. Mẫu chung là 7. Rồi, ta ghi hai mẫu chung ra. Một phần trừ 7 viết thành gì? Trừ 1 phần 7. 3 ta thành gì? 21 phần 7. Cộng hai phân số cùng mẫu. Giữ nguyên mẫu. Rồi, tử âm 1 cộng với dương 21. Kết quả ra gì? Dương 20. Kết quả là 20 phần 7. 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Một nhỏ, các tính chất. A. Tính chất giao hoán. Phân số thứ nhất cộng với phân số thứ hai bằng gì? Phân số thứ hai cộng với phân số thứ nhất. B. Tính chất kết hợp là tổng của phân số thứ nhất cộng với phân số thứ hai tất cả cộng với phân số thứ ba thì bằng gì? Có thể phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai cộng với phân số thứ ba. Tính chất 3 là cộng với số 0. Phân số cộng với số 0 thì bằng gì? Số 0 cộng với phân số đó và bằng chính phân số đó. Do các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện. Ví dụ, tính nhanh,
Trừ 2 phần 17 cộng 15 phần 23 cộng trừ 15 phần 17 cộng 4 phần 19 cộng 8 phần 23. Ở đây tính nhanh thì ta chỉ nên nhóm những cái phân số nào có cùng mẫu và cộng với nhau phải gì? Tròn đơn vị. Thì ta nhóm vào với nhau. Ở đây ta thấy trừ 2 phần 17 và trừ 15 phần 17 có cùng mẫu 17. Và hai này cùng âm nữa ha. Vậy ta gì? Sẽ bằng. À, ta nhóm vào. Trừ 2 phần 17 cộng với âm 15 phần 17 và một nhóm. Nhóm tiếp theo ta nên gì? Trước ngoặc ta nên để dấu cộng. Bởi vì theo quy tắc là gì? Trước ngoặc dấu cộng thì ta giữ nguyên dấu các số hạng. Tiếp theo ta nhìn gì? Thấy 15 phần 23 và gì? 8 phần 23 có cùng mẫu 23. Và ta thấy gì? Hai này cộng nhau tròn đơn vị nên ta gì? Nhóm vào với nhau. Còn anh 4 phần 9, 4 phần 19 thì không có giống anh nào cả, vậy ta gì? Để ra ngoài. Rồi trong ngoặc thứ nhất thì kết quả bằng âm 17 phần 17, kết quả ra luôn là gì? Âm 1. Còn ngoặc thứ hai 15 cộng với 8 bằng 23, vậy là 23 phần 23 kết quả bằng dương 1 cộng với 1. Ở tiếp theo cộng 4 phần 19 không làm gì hạ xuống. Âm 1 cộng 1 bằng 0, 0 cộng với 4 phần 19 kết quả bằng 4 phần 19. Ở đây ta có thể bỏ bước 0 cộng với 4 phần 19 đi ha. Ta sang ví dụ B. Ở ví dụ B này ta thấy gì? Có những phân số mà chưa được rút gọn. Vậy thì ta gì? Rút gọn đi. Trừ 1 phần 12 không làm gì, không rút gọn được thì ta gì? Hạ nguyên xuống. 3 phần 21 rút gọn được thành bằng 1 phần 7. Trừ 2 phần 6 rút gọn thành trừ 1 phần 3. Trừ 5 phần 30 rút gọn thành trừ 1 phần 6. Ở đây ta thấy không có anh nào có mẫu chung. Nhưng ta lại thấy thì trừ 1 phần 12, trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 6 có cùng gì? Dấu âm. Vậy thì gì? Ta nhóm nó vào một nhóm để cho nó dễ tính ha. Cái 1 phần 7 không làm gì, ta hạ xuống đằng sau. Và ở trong ngoặc ta quy đồng đi. Một phần 7 không làm gì, ta hạ xuống. Trong ngoặc này trừ 3 cộng với trừ 2 cộng với trừ 1 ra bằng trừ 6. Vậy là gì? Trừ 6 phần 6 bằng trừ 1 cộng 1 phần 7. Hạ xuống. Rồi đây ta gì? Làm bình thường ha. Kết quả ra cuối cùng bằng trừ 6 phần 7. Bài 9 phép trừ phân số, số đối, định nghĩa, trang 32, sách giáo khoa toán 6 tập 2. Hai số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Tương tự như hai số nguyên đối nhau. Thì ta có gì? Ký hiệu số đối của phân số A phần B là trừ A phần B. Dấu trừ thể hiện là số đối. Ví dụ, số đối của 5 phần 8 là trừ 5 phần 8. Hai số này đối nhau vì tổng của chúng bằng 0. Ta còn lưu ý là gì? Trừ A phần B thì ta có thể đặt dấu trừ đây lên trên từ hoặc đặt dưới mẫu. Trừ A phần B có thể bằng gì? Trừ A phần B hay bằng gì? A phần trừ B. Hai nhỏ phép trừ phân số
Quy tắc trang 32 sách giáo khoa toán 6 tập 2. Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. A phần B trừ đi C phần D bằng A phần B cộng với số đối của C phần D. Để hiểu rõ hơn các con vào, ví dụ 3 phần 8 trừ đi trừ 5 phần 6. Các con có thể tính như sau. 3 phần 8 cộng với số đối của trừ 5 phần 6 là gì? 5 phần 6. Rồi ta quy đồng 3 phần 8 và 5 phần 6 ra, có mẫu chung là 24. 3 phần 8 thì bằng gì? 9 phần 24. 5 phần 6 bằng 20 phần 24. Và kết quả ta bằng 29 phần 24. Câu B. 1 phần 10 trừ đi 4 phần 10. Ở đây là phép tính trừ. Vậy thì hai phân số này cùng mẫu chưa? Chưa cùng mẫu thì ta quy đồng. 1 phần 10 ta quy đồng thành 3 phần 30. 4 phần 15 quy đồng thành 8 phần 30. Ở đây là trừ hai phân số cùng mẫu rồi. À, ta thể gì theo quy tắc là gì? Cộng với số đối của nó cũng được. Hoặc gì ta hiểu là gì? Tử trừ tử giữ nguyên mẫu cũng đúng. 30. Rồi. Kết quả bằng trừ 5 phần 30. Rút gọn bằng trừ 1 phần 6. Ta sang bài tập củng cố. Bài số 1 thực hiện phép tính sau. 25 phần 30 cộng với 9 phần âm 36. Bước đầu tiên ta thấy gì? Rút gọn được, ta phải rút gọn trước. 25 phần 30 rút gọn thành 5 phần 6. 9 phần âm 36 rút gọn thành trừ 1 phần 4. Các con lưu ý rằng gì? Mẫu phải là mẫu dương. Rồi tiếp theo ta quy đồng 6 và 4. Bổ chung nhỏ nhất là 12. Rồi ta gạch 2 cái 12 ra. Rồi quy đồng ra. 5 phần 6 bằng 10 phần 12. Trừ 4 phần, trừ 1 phần 4, quy đồng thành, trừ 3 phần 12. Giữ nguyên mẫu, tử cộng, tử, 7 phần 12. Câu B, trừ 7 phần 18, trừ đi, trừ 6 phần 45. Rút gọn được không? À, có rút gọn được, nhưng mà gì, trừ 6 phần 15, ta rút gọn được. Và đây ta gì? Phép tính trừ biến đổi luôn thành gì? Phép tính cộng ha. Cộng số đối nó bằng 6 phần 45 thì ta rút gọn thành 2 phần 15. Rồi tiếp theo, bước tiếp theo ta quy đồng mẫu chung của gì? 15, 18, bổ chung nhỏ nhất bằng 90. Vậy ta quy đồng ra. Rồi, tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Kết quả bằng 23 phần 90. Câu C, trừ 5 phần 12 trừ đi 2 phần 9 cộng 7 phần 18. Ta không rút gọn được. Vậy thì ta tìm bộ chung nhỏ nhất của gì? 12, 9, 18 bằng 36. Các con thể gì? Bấm máy tính kiểm tra lại hộ thầy ha. Alpha chia 12, shift đóng ngoặc. Rồi, 9, shift đóng ngoặc, 18, bằng, và 6. Tiếp theo ta, quy đồng. Trừ 5 phần 12, ta quy đồng bằng, trừ 15 phần 36. 2 phần 9, ta quy đồng thành, 8 phần 36. 7 phần 18, ta quy đồng thành, 14 phần 36. Ta giữ nguyên mẫu. Trừ 15, ta trừ đi 8 cộng với 14, kết quả bằng trừ 9. Trừ 9 phần 36 ta rút gọn bằng trừ 1 phần 4. Câu D, 4 phần 24 cộng 21 phần âm 210 trừ đi gì? Trừ 2 phần trừ 15 cộng 1. Ở đây nhiều cái rút gọn được thì ta rút gọn đi ha.
Rồi. Thu gọn thành 1/6 cộng với trừ 1/10 trừ đi 2/15 cộng với 1. Mẫu chung là bộ chung nhỏ nhất của 6, 10, 15 bằng 30. Vậy ta quy đồng ra. Rồi ta mẫu chung 30 ta giữ nguyên. 5 cộng với trừ 3 trừ 4 cộng 30 bằng 28/30. 28/30 ta rút gọn bằng 14/15. Ta sang bài 2. Bài 2 tính nhanh. A nhỏ 2/3 cộng với trừ 4/7 cộng với 1/3 cộng với trừ 3/7. Ở đây ta thấy gì? Có hai nhóm. Nhóm thứ nhất có mẫu là gì? 3. Nhóm thứ hai có mẫu là 7. Vậy ra gì? Nhóm thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất 2/3 cộng với 1/3. Ta nên để dấu cộng đằng trước nhóm. Bởi vì gì? Đặt dấu cộng đằng trước nhóm thì gì? Cái nhóm đằng sau ta sẽ có gì? Giữ nguyên dấu của nó. À, nhóm thứ hai là gì? Trừ 4/7 cộng với trừ 3/7. Nhóm thứ nhất kết quả bằng 1, nhóm thứ hai kết quả bằng trừ 1, vậy kết quả ta là gì? Bằng 0. Câu B. Trừ 7/11 cộng với trừ 6/13 cộng với 7/11 cộng với trừ 7/13. Ở đây ta thấy gì? Anh nhóm thứ nhất có gì? Mẫu là 11. Nhóm thứ hai có mẫu là 13. Vậy ta sẽ có thành hai nhóm. Trừ 7/11 cộng với 7/11. Nhóm thứ hai là gì? Trừ 6/13 cộng với trừ 7/13. Nhóm thứ nhất, hai số đối nhau cộng nhau bằng 0. Nhóm thứ hai kết quả bằng trừ 1. Thì kết quả đây ta bằng trừ 1. Bài 3. Tìm x biết. A nhỏ x cộng với 9/10 bằng 2/5. Ở đây muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng đã biết. Hoặc ta sử dụng quy tắc của lớp 6 chuyển vế đổi dấu 2/5 ta giữ nguyên. Còn dương 9/10 trước là dấu cộng ha, vậy thì ta chuyển vế thành dấu trừ 9/10. Tiếp theo ta quy đồng. Rồi, mẫu giữ nguyên. Tử trừ tử. Kết quả ra là gì? X bằng trừ 5/10. Rút gọn bằng trừ 1/2. Câu B. X trừ đi. Trừ 2/9 bằng 1/6. Ta có thể biến đổi phép trừ thành phép cộng. X cộng với 2/9 bằng 1/6. Rồi, ta cũng làm tương tự như vậy. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng đã biết hoặc chuyển vế đổi dấu 1/6 giữ nguyên. 2/9 là cộng thì đổi sang đây thành trừ. Bước tiếp theo ta quy đồng. Mẫu chung 9 và 6 là 18. Rồi, ta quy đồng ra. Tiếp theo, tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Kết quả bằng x bằng trừ 1/18. Câu C. X trừ đi 3/8 bằng trừ 5/6. X đây ta sẽ bằng gì? Trừ 5/6 giữ nguyên vế bên tay phải. Còn trừ 3/8 trước là dấu trừ, vậy thì ta đổi dấu thành dấu cộng 3/8. Và quy đồng ra x bằng gì? Mẫu chung 24. Rồi kết quả x bằng trừ 11/24. Câu D. 5/12 trừ đi x bằng 11/15. Ở đây x đóng vai trò số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. X đây thì sẽ bằng gì? 5/12 trừ đi gì? 11/15. X thì sẽ bằng gì? Để quy đồng từng bước ha. Để x bằng gì? Kết quả bằng trừ 14/60. Rồi, thầy rút gọn bằng trừ 7 phần
30. Ở câu D này ta có thể làm theo quy tắc chuyển vế đổi dấu cũng được, mà sẽ hơi lâu tí xíu ha. Rồi, các câu về nhà. Bài tập về nhà, các con gì? Nộp trước ngày mùng 9 tháng 5 năm 2020. Rồi, gồm có 3 bài. Rồi, chúc các con học tập tốt, sức khỏe dồi dào, sớm gặp lại các con.